tất cả các bạn đã có trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và trong video ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Văn Hóng Sức Khỏe. Và trong video này thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái loại thực phẩm, một loại đồ ăn, một loại mỹ phẩm, một loại thuốc hết sức là tốt cho cơ thể các bạn. Và hãy xem cái công dụng thần thánh của cái loại thực vật này là gì nhá. Rồi đây, cái thực vật thần thánh mà mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay đó chính là cái này. Đây, cái này mình mua được cũng khá là rẻ thôi các bạn. Mặc dù nó thần thánh rất nhiều công dụng như vậy nhưng mà thật sự thì nó rất là rẻ. Và ngày hôm nay chúng ta hãy tìm hiểu về nha đam nha các bạn. Ở đây mình mua rất là rẻ luôn, có thế nào 7.000 một... Cái này là khoảng 8.000 một cân, ở đây mình đang có 10k nha đam. Cái này thì các bạn có thể mua ở các chuỗi siêu thị của Bixi nhá. Ở Vinmart thì mình thấy không bán cái nha đam này, Lotte thì mình cũng chưa có dịp khám phá. Nhưng mà các bạn có thể mua được trong chuỗi siêu thị của Bixi hoặc là ngoài chợ. Chỗ nào bán đồ rau củ là mình có thể kiếm được cái này. Ngày xưa thì kiếm cái này hầu như là ngày xưa thì người ta không dùng cái này đâu. Bây giờ thì người ta khám phá ra được cái nha đam này nó nhiều công dụng, thành ra là người ta mới đổ xô là chuộng cái nha đam này. Và hôm nay mình sẽ dự công bài giới thiệu chi tiết về cái nha. Ui, vẫn còn giá tiền. Vẫn còn giá tiền không bóc được. Nói rằng trong tất cả các loại cây mà tụi trẻ con hay tập thành trồng trong các chậu cây thì có lẽ là nha đam là một cây dễ sống nhất. Và không cần phải ngày ngày tưới nước và cũng chẳng cần phải đưa ra nắng sớm rồi lại cất vào lúc trưa đúng bóng. Chỉ cần một nơi có ánh sáng vừa đủ và để lâu lâu cho cây thêm nước là nha đam có thể sống khỏe. Và hầu hết ở các cái cửa sổ phòng ngủ hay là tại các phòng bếp bờ rào thì đều chúng ta đều có thể tìm thấy được nha đam đang khoe sắc trong các cái chậu cảnh, vườn hoa, thậm chí là đang treo leo trên vách các cái cụ thụ lớn. À, những chị gái mưa lớn ở quê thì cũng thường dùng nha đam để làm mỹ phẩm made in cây nhà lá vườn để chăm sóc sức khỏe, sức đẹp. Và chỉ cần mỗi tuần 2-3 lần lấy nha đam giã để lấy nước hoặc là hòa với một chút nước lọc đắp lên da sẽ có được một làn da cực kỳ mịn màng. Và các bà, các mẹ thì cũng thường dùng nha đam để đắp mặt nạ, xua đi những cái vết nám và tàn nhang trên mặt. Và có khi những người dân mà ở các miền quê khi đi làm đồng về giữa trưa hè nắng gắt thì mọi người cũng thường lấy nha đam xoa lên mặt để làm dịu cái làn da đang bị bỏng rát bởi cái nắng hè. Và công dụng như thế thì nên là nha đam thường được điều chế để làm các loại mỹ phẩm dưỡng da hoặc là chăm sóc sắc đẹp và rất được các chị em phụ nữ ưa chuộng. Nhưng thì ngoài để làm đẹp thì nha đam cũng được trung dụng để làm các món ăn đơn giản mà vô cùng hấp dẫn, cũng cực kỳ là bổ dưỡng. Và bên trong cái lớp vỏ ngoài xù xì quai góc của nha đam là những cái thứ thịt xanh, mát, ngon và bổ. Và không cần chế biến quá công phu hay là cầu kỳ gì. Nha đam sau khi chúng ta gọt vỏ và chỉ cần ướp đường để tủ lạnh cho thấm là đã có ngay một món ăn rất mát, rất bổ và tốt cho người đau dạ dày. Và một cách thưởng thức rất là phổ biến của nha đam là nấu chè đậu xanh. Và là chúng ta ở một số các cái anh em đồng bào ở miền trong thì người ta thường dùng món là nha đam lá dứa, cũng là một cái vị nước giải khát hết sức là tuyệt vời. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều món cầu kỳ như là súp nha đam, salad nha đam, gỏi hải sản mà có thể kết hợp với rất nhiều các loại rau củ cả khác. Và trong đó thì nha đam nhúng bột chiên cũng là món ăn chơi hết sức lạ và độc đáo. Chúng ta có thể thấy rằng trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì nha đam càng trở nên quan trọng hơn về cái tính chất rất là gai góc của nó, nhưng mà nó cực kỳ là dễ sống và hết sức là đa năng. Và chỉ cần một chậu kiểng hay là một khoảng đất nhỏ thì chúng ta đã có thể có một nhánh nha đam xanh mướt, vừa để làm đẹp, vừa để làm thức ăn và vừa để làm một cái chậu cây cảnh cảnh hết sức là đặc biệt luôn. Rồi bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một chút về cái cây nha đam này. Thì cây nha đam là loại cây gì, đặc điểm và phân bố của nó như thế nào? Thì cây nha đam hay còn được gọi với một cái tên hết sức là thân thuộc, đó chính là cây lô hội. Và có tên khoa học thường gọi là aloe vera, thuộc chi lô hội. Và thường rất được chị em phụ nữ ở nước ta cũng như là khắp nơi trên thế giới ưa chuộng với cái công dụng chính để làm đẹp. Và cây nha đam thì nó vốn là một loài cây xuất xứ từ vùng của châu Phi và xung quanh khu vực Ai Cập nói chung. Và cái cây này thì đã được một nữ hoàng Ai Cập đó là Seleopat sử dụng để làm đẹp cách đây hơn 3.000 năm về trước rồi. Và hiện nay thì với sự phát triển của khoa học và công nghệ
thì người ta đã khám phá ra nhiều điều thú vị hơn về cái cây này. Còn ở Việt Nam thì cây nha đam xuất hiện ở rất nhiều nơi, và thậm chí bạn hoàn toàn có thể tự trồng lấy cái cây này một cách dễ dàng do nó rất là dễ phát triển. Và cây nha đam thì nó sẽ có màu xanh lục. Đó, các bạn nhìn thấy màu xanh lục này. Và cây rất mọng nước ở bên trong. Đó, mọng nước đó. Và cái chiều dài của lá có thể là từ 40 đến 60cm. Và xung quanh lá của nó thì sẽ có rất nhiều các cái gai ở hai bên, gây ngứa ngáy khi các bạn mình chạm tay vào hoặc là vô tình quẹt qua chẳng hạn. Và theo nghiên cứu khoa học thì người ta đã chỉ ra được rằng thì trong cây nha đam có rất nhiều các dinh dưỡng khác nhau, bao gồm có tới là 23 loại axit amin khác nhau và các loại vitamin cực kỳ cơ bản cho cuộc sống như là nhóm vitamin B, A, C và các chất khoáng và các chất yếu tố vi lượng nữa. Và theo một số tài liệu khác thì cây nha đam, cây lô hội hay còn nó còn nhiều rất nhiều tên như là lao vĩ, la hội, thì nó có nguồn gốc từ Trung Cận Đông và phát triển rất là mạnh ở các nước nhiệt đới. Và cái tên khoa học là aloe vera, thuộc họ là hành tỏi. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu một chút về đặc điểm của cây nha đam. Cây nha đam là một cây thân ngắn và sống rất là lâu năm. Và lá của nó như này, lá rất là to, mọng và dày. Và cái lá này thì nó sẽ mọc sát với cái thân cây và không có cuống. Chính cái màu xanh bóng này là đặc trưng của nha đam. Và ngoài ra thì nó có hình lưỡi giáo, tức là cái đầu này nó sẽ nhọn về đây. Và phần gốc thì được trụm lại và sẽ mở dần về phía trên. Đây, đây là phần này gần đi về phần cái rễ của nó rồi. Mép lá thì rất là dày. Đấy, các bạn nhìn cái lá này. Và đặc biệt thì đặc điểm của cây nha đam này thì nó sẽ có những cái gai này, rất giống là họ là xương rồng, đấy, gai nhọn. Và ngoài ra thì cây này nó cũng có hoa, và hoa nó sẽ mọc thành chùm, và cái cành hoa có thể dài tới là 1 mét. Và lúc mới mọc thì thẳng đứng, nhưng dần dần thì cái lá của nó sẽ rũ xuống, và hoa của nó có dạng ống, màu đỏ hoặc là màu vàng, tùy các cái giống của nha đam. Và chúng kết dính với nhau tạo thành rất là giống pháo hoa nở. Và quả của nha đam thì có màu xanh, và khi chín thì nó sẽ chuyển thành màu vàng, nang thì nó sẽ hình bầu dục. Và cây nha đam thì thường nó sẽ nở hoa vào mùa hè, và lá thì người ta sẽ được dùng quanh năm. Và cây rất là dễ trồng mà không phải chăm sóc quá nhiều gì cả. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về thành phần của cái cây nha đam này. Thì cây nha đam thì nó sẽ có hai cái thành phần. Đó chính là một cái phần, đó chính là cái phần nhựa, phần dính dính như này này, các bạn nhìn này. Các bạn bẻ ra các bạn sẽ thấy nó có phần nhựa vàng vàng này, dính dính đó. Và cái phần thứ hai đó chính là gheo của nha đam. Cái này bung hẳn ra rồi. Gheo của nó chính là cái phần thịt màu xanh. Thực ra của nó là màu trắng trong, nhưng mà người ta nhìn đây người ta sẽ nhìn thấy màu xanh. Và nó sẽ là một cái màu trong suốt. Và khi mà chúng ta gọt bỏ cái lớp vỏ ngoài này thì cái này nó sẽ chứa đến 90% là nước. Và có chứa rất nhiều các loại vitamin như là A, B, C, E. Còn cái phần nhựa thì sẽ được tuốt ra ở dưới những cái phần này này. Đó, khi chúng ta cắt ra thì nó sẽ có những cái phần nhựa dính này. Cái phần nhựa này thì nó có độc nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ cái phần gai đi này. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành lạt nha. Đó. Chúng ta sẽ lọc. Có lẽ các bạn mới thì các bạn cắt cái này dễ hơn. Ok, mình quen tay rồi, mình có thể đưa cả mảng các bạn lia cũng được. Thank you.
mà lọc khéo thì chúng ta sẽ được phần thịt nhiều hơn, còn lọc như mình thì chắc là vẫn đi gần hết. Bỏ cái phần xanh ấy nhé. Cho nó hết cái độ nhớt, độ dính, độ đắng nữa. Vì là khi các bạn ngâm nước muối, không nên ngâm nước muối quá đặc nhé. Thế là nó sẽ bị ọt đi. Thành phần trong cái nha đam này toàn nước, mình ngâm mặn quá nó sẽ hút hết cái nước ở trong nha đam ra, nó sẽ bị tọt. Ăn nó mất chất dinh dưỡng. Thì chỉ có thể ngâm loãng loãng, gọi là để tẩy sạch cái nước ở ngoài.